anh phân nợ, phần em phân nợ, hai nửa trời thương nhớ. Chú là vừa là thi sĩ vừa là họa sĩ, vậy thì hai cái đó là chú cái nào đam mê nhất? Nói như cả hai hết, tại cả vì hai. Nó cái niềm đam mê nó trong máu mình rồi. Mà nếu mà quý vị cho phép, quý vị thấy cái bảng mà tôi ghi trên bảng quảng cáo Hoàng Minh Phương nó có 4 câu thơ mà tôi định xuất bản tập thơ đầu tay là năm 76, nhưng vì hoàn cảnh bây giờ tôi không thực hiện được. Nếu quý vị cho phép, tôi xin ngâm 4 câu thơ đó gửi tặng quý vị. Ngõ về mưa lạnh đường tay, sao thuyền hồ anh đình nhờ trong mưa chiều kỳ, nghe nắp vợ con tim. Dạ con cảm ơn chú. Chú ơi, trong cái câu thơ ngâm thơ của chú đó, khi mà chú định xuất bản cái tập đầu tiên chú mới vừa đọc ngâm cho con nghe, thì cái đó nó mang một cái ý nghĩa gì hay chú ha? Nó hồi trước chú chở cô bạn học, rồi trời bắt đầu mưa. Thay vì lúc giờ chú tìm chỗ đục mưa, cái quán nước nào ở cái máy nghiêng đục mưa, mình ráng mình đạp cái trời, nó đổ mưa ào xuống hai đứa đột nguyên mới tới tìm cái máy nghiêng mới đục mưa. Thì coi như là trời lạnh mà hai đứa rung cầm cập, thì lúc đó chú mới cảm thấy hơi có gì ẩn thật. Nếu mình ghé đục mưa sớm một chút thì cô bạn nó cũng đâu có phải chỉ ước ác gì. Rồi từ cái hình ảnh đó, cái kỷ niệm đó, chú mới có bốn câu thơ đó, là tập thơ đầu tay chú mang cái tính cách là mưa chiều kỷ niệm. Tại sao chú lại có cái tình cảm nhiều với cô bạn đó? Chú hiện nay cô bạn đó vẫn còn ở Việt Nam mình không, hay là còn sau này như là chú mất liên lạc rồi với cô, một cô mà anh thấy anh phân nửa và mẹ phân nửa, cô từ Huế, sau này không biết cô dược viên sống chết ra sao cũng mất liên lạc, nên chú mới có làm hai câu thơ để nhớ đến cái kỷ niệm. Anh phân nợ, phần em phân nợ, hai nửa trời thương nhớ. Trong cái tâm tư của chú, con cảm thấy có rất là nhiều cái chất giọng của chú có nhiều cái nét nó mang nhiều kỷ niệm đó chú ạ. Trong tình yêu, nói trong cuộc sống, nhiều người những gì trong tầm tay mình không quan trọng. Khi mình đánh mất rồi, mình cảm thấy hối tiếc. Nhất là trong lĩnh vực tình yêu, nhất là một cái thứ tình trung thực, chân thật, thì mất rồi mình thấy hối tiếc. Đó chú có làm bài thơ hối tiếc, nói về cái tâm trạng. Anh chỉ xin em một lời tha thứ, để trọn đời khỏi hối tiếc ăn năn. Nhìn hoa rơi tàn úa chết lần, anh đau khổ vì tình yêu vừa đành. Có những đêm mưa buồn anh chờ giấc, thấy tận lòng
dạy giấc nhớ thương em, sầu cô đơn anh ôm trọn nỗi tình gian dở, ôi tình sầu thua. Con cảm ơn chú. Nói chung là rất rất già gì? Dạ không, con không biết hết. Không phải chú hút được không? Có ảnh hưởng gì kia? Dạ được, dạ được, dạ chú, dạ. Trong mấy cái đài truyền hình mà chú tới đây là phóng sự, chỉ có thằng đài của Mobi tắt ra thì nó mới đài ăn viên á, dạ. Nó lại khuyến khích chú hút thuốc, uống cà phê thoải mái. Dạ. Nhưng mà mấy đài truyền hình khác mình không hút thuốc được, là biết rồi. Chủ trương nhà nước là cấm hút thuốc mà mình đâu có bị kèo trên màn hình được. Lúc mình vẽ là chú có tật hay hút thuốc, mà cấm cái hồi lúc mình vẽ cái không hút thuốc rồi khổ trợ. Không, con thấy rất là nhiều cô chú là nhạc sĩ, là nghệ sĩ, là những người họa sĩ, họ đưa thường là các cô chú đó thường hút thuốc hả chú ha? Nó tại vì những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ thì đó chọn giả đa số là nghiện thuốc lá. Nói chung là những người sống gì suy tư đa số là nghiện thuốc lá, thành ra mấy người đó từ thời già tiếp tục họ uống cà phê với là họ thức khuya, thành ra cái cà phê này nó làm cho tan chất béo cái carbon, thành ra mấy người đa số gầy gầy, ít có ai béo phì. Dạ. Hiện nay là chú ở trong sống trong nhà này với lại bà xã. Dạ. Với hai đứa cháu nội với thằng trai này nó theo. Hiện bây giờ người chú ơi, con hỏi lại lần nữa, hiện bây giờ người ta còn có đặt hàng đủ để mình đủ sống không chú? Nói chung ra thì cái nghề vẽ, nghề buôn bán vậy cũng có lúc đắt lúc thế, nó bị lâu đợt. Nhưng mà từ ngày báo đài á, nói về chú thì nói chung ra nhiều người tới đây vẽ, tại vì đa số bây giờ họ có khuynh hướng hoài cổ, họ xem mạng thì họ tới đây họ vẽ. Có hai em nó Tú Hòa Hà Nội, họ vô đây họ vẽ, họ nói chú Phương ơi, không phải là ở ngoài Hà Nội không có người vẽ, nhưng mà tụi con mến cái thơ của chú gì, cái bút danh chú, con muốn vô đây vẽ để chú ký tên vô cái bảng đó. Rồi có nhiều em á, vẽ bảng đó chú Phương tặng con hai câu thơ, nếu mà em về mở mạng thấy mấy cái bảng chú hay có hai câu thơ ở dưới cái bảng đó. Dạ. Chú ơi, tại sao mình lại lấy cái nghệ danh là Hoài Phương chú hả? Hồi xưa chú chọn cái bút danh là Hoàng Phương. Dạ. Là Hoài là ngoài giọng, Minh là sáng, Phương là một chân trời sáng. Mình ước vọng sau này thơm nhiều người tới một chân trời sáng, cái ý nghĩa. Cô chú anh chị, thì đây là cái ngôi nhà của chú Hoài Minh Phương, là nghệ nhân cuối cùng mà vẽ bản quảng cáo hay là vẽ những cái bản ốc bằng tay. Và trong cái căn phòng này thì hằng đây là cái ghế mà chú thường hay ngồi đây để nghỉ ngơi ở đây hay chú ha. Và trong cái căn phòng này thì bề ngang khoảng bao nhiêu ha chú ha? Bề ngang nó khoảng 2m8. Khoảng 2m8. Dạ. Còn không chắc chừng 2m8. Mình mướn mỗi một tháng là bao nhiêu tiền chú? 4 triệu. Có cái giác lĩnh ở đây. À. Đây là trong cái khuôn viên căn phòng của chú Hoài Minh Phương. Đó là nghệ danh cuối cùng vẽ bản quảng cáo bằng tay. Thì ở đây cho con quay cái đây nha. Thì đây là những cái bản quảng cáo mà chú vẽ. Cái bản này là người ta đặt chú vẽ hả chú hả? Con thấy nó mang một cái vẻ gì đó, nó nghệ sĩ hơn là so với những cái bản quảng cáo mà được in bằng những cái công nghiệp đặc thù hơn. Dạ. Những bản quảng cáo này năm 90 thì nó mang một cái chất là gọi là cái chất của người Sài Gòn. Nó mang một cái chất của người Sài Gòn, mà những cái thước phim tư liệu trước á, con có được xem lại thì đấy, bản quảng cáo treo rất là đẹp.
nó rất là cổ xưa mà nó mang một cái đậm chất của người Sài Gòn mà không giống ở chỗ nào hết. Căn cây căn nhà này thì hiện bây giờ cô chú với lại con của chú với lại hai người cháu là 5 người. Qua cái phòng vẽ này quá chật hẹp. Dạ quá chật hẹp. Chú vẽ bạn có nhiều em á, gia đình khá giả. Nói thôi chú Phương tới chỗ con vẽ đi, con ở đấy tìm mặt bằng. Chú vẽ cho nó rộng rãi. Với thế là bất cận đường quẩy phải trụ ở đây. Bây giờ em bán hủ tiếu và bán cái lá cam đi qua con đường các bạn mất cắt. Dạ đúng rồi. Em chỉ di giờ trên con đường đó khoảng 20-30 mét thì được. Chứ giờ em đang bán đường An Dương cái nhảy qua thổi Ngọc Hầu rồi. Dạ. Chú ơi, con thấy ở trên kia có những cái câu đó là chú biết chưa hả? À, cái câu đó. Dạ. Cái bảng này là chú viết bằng tay của mình luôn hả chú hả? Không, cái đó là chú in đề can đó. Chú in đề can. Hồi trước chú viết bằng tay nhưng mà cái bằng viết công đó, nó bay màu. Thì đó. Đây là cô chú anh chị có thể đọc được ở đây. Một cái ô hình bên đây cũng rất là nghệ sĩ, hình của chú lúc còn trẻ. Đây là những cái tấm hình mà còn lưu lại khi mà chú còn vẽ cho Mỹ hay là cho Pháp hả chú hả? Pháp. Dạ. Ồ. Con nhìn hình khi xưa thì cũng thấy chú rất là nghệ sĩ rồi. Nó con thấy chú giống giống như nhạc sĩ Vinh Bảo của Sa Đéc. Cái về cái tóc quá chú. Nó có nhiều người nói chú giống như Trịnh Minh Sơn. Dạ. Người nó giống Quang Cao. Dạ. Thì con đến đây để con được biết được một tiền bối, là một họa sĩ, là một thi sĩ. Em đó học ở Bình Đức 2 năm rồi, cũng xem mạng tìm chú để mà làm phóng sự. Dạ. Có nhiều em cũng sinh viên, học sinh cũng tới đây làm phóng sự, hay là những cái đại học nhân văn làm cái luận án cuối cùng cũng tới đây làm phóng sự đó. Chú có một cái lời nào gửi cho các bạn trẻ mà đam mê nghệ thuật không chú? Cũng có một cái niềm mơ ước và cái lớp trẻ tuy nghề này có sống, nếu mà mấy em mà còn thích vẽ, còn đam mê vẽ, đó là một cái nét văn hóa mà mình giữ được thì nó là một cái niềm vui của cuộc đời cái người đi trước. Dạ. Nói chung là con cảm ơn chú rất là nhiều. Con chúc chú sức khỏe, luôn có sức khỏe tốt, để mà còn truyền đạt lại cái nghề của mình cho con, người con thứ hai của mình, để mà phấn đấu trong cái sự nghiệp. Giống như gọi chú gọi là một cái nói tiếp, gọi là hậu thế mà nói tiếp cái nghiệp, sự nghiệp của chú đến thời điểm bây giờ, để sau này còn phát huy hơn nữa cái nghề hội họa của chú. Dạ, con chúc chú sức khỏe và chúc chú luôn thành công trong cuộc sống. Cũng cảm ơn em và chúc cho em có niềm vui trong cuộc sống, sự nghĩ và có sức khỏe.